Những gì mà chúng ta đang nhìn thấy không phải là những miếng dồi lợn được nướng trên than hồng thơm lừng giòn rụm, mà là màn hóa thân của những con bọ. Sau khi được nướng thì chúng sẽ tạo ra một nguyên liệu rất đắt tiền mà sau này sẽ được dùng cho những chiếc kẹo ngọt ngào, những thỏi sô-cô-la đẹp mắt hay là những trái chanh tươi ngon. Vậy thì rốt cuộc người ta đã làm gì với những con bọ trên cây và điều gì đã khiến cho việc đốt chúng lại trở thành ngành công nghiệp triệu đô? Hãy cùng Toàn tìm hiểu trong video này nhé! Với những người nông dân bình thường, khi nhìn thấy những cái cây bị sâu bọ hay là nấm mốc đeo bám và xâm lấn, chắc hẳn không khỏi rầu rĩ và nhanh chóng tìm cách tống khứ những thứ ăn bám này ra khỏi cành cây. Thế nhưng với những người nông dân ở Ấn Độ thì lại khác. Càng nhiều bọ thì họ cười lại càng to vì sắp có nhiều tiền. Trước đây nếu mà chúng ta muốn tham quan làng nghề độc đáo này thì sẽ phải bay sang tận Ấn Độ, bởi vì đây từng là quốc gia hiếm hoi biết cách khai thác loài bọ này để tạo ra nguyên liệu giá trị. Hiện nay ước tính mỗi năm thì nước này xuất khẩu tới 65 triệu đô la tiền bán những con bọ nung chảy này. Biết được điều này thì Thái Lan cũng đã bước vào cuộc chơi và bắt tay nuôi trồng loại bọ này. Loại bọ nhỏ bé có thể giúp nhiều gia đình xây được nhà to, cửa rộng này có cái tên là Carrier Laka. Chúng có kích thước tí hon, đòi hỏi một đôi mắt tinh tường thì mới có thể nhìn thấy được. Vụ mùa nuôi bọ Laka thường bắt đầu vào tháng 7 hàng năm. Người nuôi sẽ buộc những nhánh cây bị bọ Laka xâm lấn trên một cành cây khác để nhân giống. Từ những chiếc tổ có sẵn này thì hàng trăm con bọ Laka sẽ bò ra khỏi tổ và lang thang trên cành cây mới để tìm thức ăn. Thỉnh thoảng thì nông dân thậm chí phải phun thuốc để diệt bướm và các loại côn trùng là kẻ địch của loại bọ Laka này, đồng thời tưới nước để giữ độ ẩm nếu cần cho bọ phát triển. Bọ Laka sẽ hút dinh dưỡng từ thân cây. Qua quá trình biến đổi trong cơ thể của chúng, những con bọ này dần hình thành một lớp nhựa sinh học màu đỏ. Lớp nhựa này lớn dần, cứng dần và hình thành những chiếc tổ sần sùi u cục trên cây. Và đây chính là thứ mà người nông dân đang mong chờ. Vào mùa thu hoạch thì nông dân sẽ mài dao thật sắc và trèo lên cây để cắt những cành mà bọ Laka đã làm tổ. Một công việc nguy hiểm có thể đánh đổi bằng cả tính mạng nếu chẳng may ngã xuống đất. Nhưng ở những vùng quê nghèo khó thì chỉ cần có thu nhập thì dù là đàn ông hay đàn bà rèn luyện đều có thể trèo được hết. Những cành cây bám đầy tổ bọ Laka sau khi chặt xuống đất sẽ được bỏ lá, chỉ giữ lại những đoạn có tổ bọ rồi người ta sẽ đẽo, tách lấy tổ bọ. Nhìn thì có vẻ ít nhưng mà thật ra phải có tới khoảng 300.000 chú bọ Laka thì mới cho ra được 1 kg tổ khô này. Và giá bán cũng không hề rẻ chút nào. Bán tươi ngay tại chỗ thì nông dân có thể thu về 7 đô la Mỹ mỗi kg, tương đương khoảng hơn 170.000 đồng mỗi cân tổ bọ với tỷ giá hiện tại. Sau khi mua tổ bọ về thì các nhà máy sẽ mang đi nghiền nhỏ cho kích thước được đồng đều. Tiếp đó rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất. Tổ bọ sau khi nghiền sẽ được mang đi phơi khô. Nếu mà phơi quá lâu, nắng quá gắt thì những tổ bọ đã nghiền này sẽ đổi thành màu đen và trở thành thứ phẩm mất giá. Vì vậy phải căn làm sao cho tổ bọ vừa đủ khô là phải mang vào ngay để sàng lọc và phân loại kích thước, đồng thời nhặt bỏ sỏi đá và rác. Điều này thì mới giữ được sự nguyên chất của món này. Sau khi tất cả đã xong xuôi, tổ bọ được nghiền, được rửa, được phơi khô, được sàng lọc sạch sẽ thì bắt đầu đến bước cuối cùng cũng là khâu quan trọng nhất, đó là mang đi nướng. Tổ bọ sẽ được cho vào một đường ống giống như là đoạn dồi lợn hay là lòng lợn khổng lồ vậy, hoặc là nhìn như những chiếc tất siêu dài. Sau đó thì phải xoay vòng vòng để đẩy hạt tổ bọ từ từ trôi qua lò than đỏ hồng. Dưới tình yêu nồng nhiệt nóng bỏng của những hòn than thì những hạt tổ bọ này nhanh chóng tan chảy. Cứ như vậy, ngồi mấy tiếng mỗi ngày, người thì xoay ống, người thì giữ, người thì hứng những giọt nhựa chảy xuống. Sỏi đá và những thứ tạp chất sẽ không bị tan chảy và mắc lại ở cuối đường ống. Một nhóm khác thì nhanh chóng nhỏ những giọt nhựa tổ bọ này lên bàn để chúng cứng lại thành những miếng bánh tròn tròn. Trong khi một số người khác thì lại cán mỏng dung dịch này và đợi cho nguội bớt thì dùng hết sức bình sinh, vận dụng cả cơ tay, cơ chân, cơ miệng để kéo giãn thành những mảnh nhựa siêu mỏng, siêu to. Đây là cách làm truyền thống mà họ đã thực hiện hàng thế kỷ qua. Cùng với sự phát triển của công nghệ thì tổ bọ vẫn như thế, nhưng mà cách thức sản xuất lại được cải tiến. Ngày nay đã có những chiếc máy đồng thời đảm nhiệm cả hai công đoạn là nung và cán mỏng luôn. Do đó công nhân chỉ cần kéo giãn ở công đoạn cuối cùng rồi băm nhỏ những tấm nhựa này là được. Hai loại sản phẩm cuối cùng sẽ được bán ra thị trường và xuất khẩu sang các quốc gia khác là những miếng bánh tổ bọ tròn tròn đo đỏ, hay là những miếng rối như là lát vàng mỏng này đã được băm nhỏ sau khi cán mỏng. Tất cả chúng đều được gọi với cái tên là shellac. Shellac vô cùng đa dụng và được loài người sử dụng trong suốt 3.000 năm qua với nhiều cách thức khác nhau. Quen thuộc nhất chắc hẳn là những người làm trong ngành nội thất, bởi vì shellac còn gọi là sơn cánh kiến. Giống như là vernis, shellac khô nhanh chóng và tạo thành một lớp màng cứng, mạnh mẽ và linh hoạt, rất hữu ích để đánh bóng và phủ lên sàn nhà và các đồ nội thất.
Những miếng bánh shellac tròn tròn đo đỏ thường được mang đi làm vòng tay. Ngoài ra thì shellac còn được dùng cho các sản phẩm làm móng tay, son môi, mực vẽ, lớp bọc bên ngoài của một số loại thuốc. Và trong ngành thực phẩm thì shellac hay là chất nhựa từ những tổ bọ đã được đun nóng mà chúng ta đã xem trong video này sẽ được dùng để tạo lớp bóng bẩy cho những viên kẹo, sô-cô-la. Shellac cũng được hòa tan vào trong rượu hay là cồn và phun vào các loại trái cây như là chanh, cam để lớp vỏ bên ngoài khô ráo hơn, bảo quản được lâu hơn và bóng bẩy hơn. Còn nói về độ an toàn của chúng thì Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã công nhận shellac là chất phụ gia thực phẩm an toàn với điều kiện là phải được công bố thành phẩm trên bao bì. Shellac hay là nhựa đỏ nóng chảy từ tổ của những con bọ tuy được sử dụng hàng ngàn năm qua nhưng quy trình tạo ra chúng đến nay vẫn là một điều kỳ bí và gây bất ngờ với hầu hết tất cả mọi người. Còn các bạn xem video thì thấy món này như thế nào? Đừng ngại để lại bình luận bên dưới video và nhấn like, đăng ký kênh YouTube Toàn Sâm để tiếp tục khám phá ẩm thực và sức mạnh của cây xanh đối với sức khỏe con người nhé. Bye bye!